diệu nhi anh tú thi hét dự đoán nỗi ám ảnh của hàng xóm đoạn clip về vợ chồng diệu nhi được cộng sự chia sẻ mới đây khiến người xem hết hồn anh tú tiết lộ không biết uống bia toàn diệu nhi uống thay mới đây cộng sự của vợ chồng diệu nhi anh tú chia sẻ đoạn clip gây chú ý trên mạng xã hội clip ghi lại khoảnh khắc lầy lội của cặp sao trong một studio theo đó diệu nhi và anh tú diện đồ đôi đua nhau hét trên nền nhạc diệu nhi anh tú tại hậu trường cặp vợ chồng trẻ thi, hét dài hơi. Giây phút, bắn nốt cao, của hai ngôi sao. Diệu Nhi Anh Tú thi hét tại hậu trường. Khoảnh khắc Diệu Nhi Anh Tú hú hét, quên hình tượng, khiến người xem thích thú, bật cười. Họ không hổ danh là cặp đôi, lầy lỗi, bậc nhất showbiz Việt, ngay cả khi đã kết hôn. Bản thân cộng sự Diệu Nhi Anh Tú cũng hài hước, phấn khích chia sẻ, nghệ sĩ muốn giấu đi mãi. Phần 3, sự thật về âm thanh. Ai có ý định làm hàng xóm thì mình ngồi nghiêm túc suy nghĩ với đầy sự trưởng thành. Anh Tú Diệu Nhi đã có 7 năm gắn bó. Họ đăng ký kết hôn vào tháng 10 năm 2019. Ngày 10 tháng 10 năm 2022, cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng tại Phan Thiết quê nhà cô dâu. Hôn lễ quy tụ đông đảo đồng nghiệp làng giải trí. Tới ngày 22 tháng 10, Diệu Nhi anh Tú tiếp tục tổ chức đám cưới tại Hà Nội quê nhà chú rể. Ngày vui này được gói gọn trong phạm vi gia đình, họ hàng. Trước đó, hai ngôi sao từng vướng nghi vấn sinh con đầu lòng vào năm 2021 nhưng cho tới thời điểm hiện tại, vợ chồng Diệu Nhi vẫn chưa lên tiếng về tin đồn. Diệu Nhi anh Tú trong đám cưới ở Phan Thiết, Bình Thuận. Cặp đôi trong ngày vui ở Hà Nội quê nhà chú rể. Diệu Nhi anh Tú thi hét, dự đoán, nỗi ám ảnh của hàng xóm. Đoàn clip về vợ chồng Diệu Nhi được cộng sự chia sẻ mới đây khiến người xem hết hồn. Anh Tú tiết lộ không biết uống bia, toàn Diệu Nhi uống thay. Mới đây, cộng sự của vợ chồng Diệu Nhi anh Tú chia sẻ đoạn clip gây chú ý trên mạng xã hội clip ghi lại khoảnh khắc, lầy lội, của cặp sao trong một studio. Theo đó, Diệu Nhi và anh Tú diện đồ đôi, đua nhau, hét trên nền nhạc. Diệu Nhi anh Tú tại hậu trường, cặp vợ chồng trẻ thi, hét dài hơi. Giây phút, bắn nốt cao, của hai ngôi sao. Diệu Nhi anh Tú thi hét tại hậu trường. Khoảnh khắc Diệu Nhi anh Tú hú hét, quên hình tượng, khiến người xem thích thú, bật cười. Họ không hổ danh là cặp đôi, lầy lội, bậc nhất showbiz Việt, ngay cả khi đã kết hôn bản thân cộng sự Diệu Nhi Anh Tú cũng hài hước, phấn khích chia sẻ, nghệ sĩ muốn giấu đi mãi. Phần 3, sự thật về âm thanh. Ai có ý định làm hàng xóm thì mình ngồi nghiêm túc suy nghĩ với đầy sự trưởng thành. Anh Tú Diệu Nhi đã có 7 năm gắn bó. Họ đăng ký kết hôn vào tháng 10 năm 2019. Ngày 10 tháng 10 năm 2022, cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng tại Phan Thiết quê nhà cô dâu. Hôn lễ quy tụ đông đảo đồng nghiệp làng giải trí. Tới ngày 22 tháng 10, Diệu Nhi anh Tú tiếp tục tổ chức đám cưới tại Hà Nội quê nhà chú rể. Ngày vui này được gói gọn trong phạm vi gia đình, họ hàng. Trước đó, hai ngôi sao từng vướng nghi vấn sinh con đầu lòng vào năm 2021. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, vợ chồng Diệu Nhi vẫn chưa lên tiếng về tin đồn. Diệu Nhi anh Tú trong đám cưới ở Phan Thiết, Bình Thuận. Cặp đôi trong ngày vui ở Hà Nội quê nhà chú rể.